Hello, mình quê mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Nay mình quê ra đồng gặp con máy cày Pho 4610 đang cuốn rơm. Quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui. Hai cầu đang cuốn rơm nha, máy cuốn Hoàng Phát. Con 46 này chắc cũng 60 mã lực ạ. Chắc 3.3 lít quá. Thì nó đang cuốn rơm. Đồng này đồng của Hòa Thành, thị xã Tây Ninh. Bánh trước của nó 12, 24, 11, 2, 24. Con này chắc 60 mã lực anh. Con này 60, 7 mấy? Em không biết. Không biết hả? Ủa mà lần thấy anh kia chạy mà. Hả? Bữa lần thấy anh kia chạy mà. Hàng 4 này chắc 60 quá, 60 mã lực quá. Đang cuốn rơm để chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem chơi. Đó, cái máy cuốn này của Trung Quốc, Hoàng Phát. Máy cuốn rơm này mua ở Long An nha. Kia là vườn dừa biệt thự, bên kia người ta mua đất về người ta xây biệt thự sân vườn người ta ở, nên người ta trồng dừa với mấy cái trời quá trời. Gốc rạ này nó cao quá, chắc tới đầu gối. Đi theo máy cày cuốn rơm, ráng ghi hình lại cho cô chú chị các bạn xem. Lại gần thấy nó bự to thế. Đồng này là mẫu máy luôn á, đi theo mệt luôn. Rơm này dày lắm nên nó chạy cái chút xíu là đủ một cuồng rồi. Nó nằm gốc rạ cao nữa, rạ cắt tới đầu gối luôn. Cabin tự chế luôn, chế bằng sắt của anten, hàng lại làm cabin. Mình đi theo nó nè, mình ghi hình lại cho cô chú anh chị xem. Giờ tới đây nó quẹo trái rồi, nó vòng lại rồi. Trả lời.
nhả ra, nhả ra, nó đang chỉ nó đang cột xong nhả ra. Đó, long chạy tiếp. Giờ mình chờ nó xuống nha cô chú anh chị các bạn. Giờ nó ở đi xa quá rồi. Qua bờ nhả ra, nhả ra, dướng chỉ, dướng chỉ, tót xuống gỡ. Đa số xe nào cũng vậy á, thấy tài xế tót xuống gỡ chỉ không rối. Video cũng đến đây kết thúc nha cô chú anh chị các bạn. Giờ trưa quá rồi, giờ có công chuyện về, quay như đây chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui rồi. Tạm biệt cô chú anh chị các bạn nha. Giờ đi về có chuyện việc rồi, chút xíu chiều quay tiếp. Bye bye.